Quý vị ạ, Khánh đang đi ngang qua khu vực chợ Tân Lập. Chợ Tân Lập thì nằm gần ngã tư Tân Lập. Chợ Tân Lập thì nằm ngay ngã tư Tân Lập. Và quý vị ạ, thuộc về huyện xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom. Quý vị ạ, Khánh đi qua đây để Khánh vào khu vực phía trong bên này của huyện Vĩnh Cửu, quý vị ạ. Khánh đi qua thị trấn Vĩnh An để Khánh vào khu vực xã Hiếu Liêm. Xã Hiếu Liêm rồi những khu vực như là xã Phú Lý, có khu vực C3 rồi khu suối Tượng mà Khánh hay vô đấy quý vị. Hoặc là xã Tà Lai ở trên huyện Tân Phú. Đấy là những cái nơi mà vùng sâu vùng xa, những cái biên giới cuối cùng của tỉnh Đồng Nai mình đây quý vị ạ. Khánh nghe nói Hiếu Liêm nhiều mà không biết thì phát triển bây giờ thì xã Hiếu Liêm phát triển như thế nào. Khánh cũng chưa bao giờ Khánh đến, mặc dù thì khu vực xã Hiếu Liêm thì chỉ cắt vùng Gia Kiệm có khoảng hơn một tiếng chạy xe Honda thôi quý vị ạ, khoảng 50-60 cây số thôi, nhưng mà Khánh cũng chưa bao giờ đến. Và Khánh cảm ơn quý vị đã cùng với Khánh đồng hành quý vị nhé. Ở đây thì con đường vào đang được mở rộng rồi quý vị này, đang được làm thêm mở rộng ra hai bên rồi. Đây quý vị thấy con đường chính để vào thị trấn Vĩnh An thì quý vị này to lắm. Đấy, Khánh review ở đây cũng nhiều cho nên là thôi Khánh cũng xin phép quay ít lại. Đấy quý vị thấy thị trấn Vĩnh An đây cũng được sửa sang đẹp lắm, và quý vị thấy con đường rất là to. Trên thị trấn Vĩnh An này thì Khánh thấy càng ngày càng phát triển. Trước đây thì đường xá ít hơn, nhưng mà càng ngày những con đường mới càng mở ra rồi được tráng nhựa, tráng bê tông hóa, cho nên nó đẹp vậy đấy quý vị này. Khánh chạy vào chợ Vĩnh An để quý vị xem một tí nhé, một chợ của một thị trấn vùng sâu vùng xa. Con đường đây, con đường chính quý vị ạ. Ngày trước Khánh có review chợ một lần, Khánh review kỹ hơn. Hôm nay Khánh chạy qua một tí coi quý vị xem ngày này như thế nào. Đấy, đấy quý vị ạ, chợ lớn lắm. Khánh đôi khi cũng bất ngờ với những khu chợ, bởi vì mình thấy dân cư bên ngoài mình đi mình thấy không có nhiều, nhưng mà khi mình vào trong những khu chợ thì mình thấy những khu chợ ở đây lớn lắm quý vị ạ. Vòng vòng bên ngoài đây quý vị này, còn phía trong nữa nhiều gian hàng lắm. Anh sẽ để cô cái clip về chợ Vĩnh An trước đây ở dưới phần mô tả để quý vị có thể đón xem lại nhé, phần mô tả, phần bình luận đấy để quý vị xem thêm. Đây các bà cụ đi chợ này quý vị này. Đấy quý vị ạ, Khánh chạy vòng qua phía bên kia của chợ để thấy là khu chợ rất là lớn. Đấy, thông thường các khu chợ thì ở cuối cùng của chợ thì luôn luôn là có những gian hàng tôm cá. Lấy
đấy chứ gì ạ? Nhiều gian hàng lắm. Nhiều gian hàng ở đây lắm quý vị. Đây, khu vực bên kia này là quý vị này. Chợ nhiều lắm. Đấy, đông lắm quý vị ạ. Đông người buôn bán lắm. Rồi, bởi vì hôm nay là mục tiêu là hắn đi vào cùng với quý vị để khám phá khu vực Hiếu Liêm. Cho nên thời hắn xin phép quay một chút vậy quý vị nhé. Hắn vòng vào ngoài chợ rồi đấy quý vị ạ. Hắn đang có mặt ở đây là khu vực thị trấn Vĩnh An, thuộc về huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai mình quý vị ạ. Đây là một trong những nơi mà vùng sâu, vùng xa. Trước đây khánh vô đây khánh cũng bất ngờ lắm, bởi vì mình đi qua bao nhiêu những cánh đồng, những vườn cây, những vườn thuốc rê ở Tân Lập, ở Bảo Hàm, ở Sóc Lu, ở cây gáo, rồi mình tự nhiên mình vào cuối con đường thì mình gặp khu vực thị trấn Vĩnh An sầm uất như vậy. Để tiết kiệm thời gian thì sau khi khánh đi qua thị trấn Vĩnh An thuộc huyện Vĩnh Cửu, khánh đi qua khu vực cầu cứng của Đồng Nai, qua những cánh đồng trồng cây giống cũng như là cây tràm giấy quý vị, thì khánh tới ngã ba lâm sản đây quý vị ạ. Quý vị ạ, vậy là khánh đang có mặt ở khu vực ngã ba lâm sản đây quý vị này. Vậy là ngã ba lâm sản, nếu mà khánh kẹo về bên tay phải của ngã ba ấy quý vị, là khánh sẽ đi vào cầu chiến khu D, rồi có Phú Lý, có khu vực căn cứ chiến khu D luôn, rồi khánh sẽ đi trên đường khánh sẽ gặp C3 rồi Suối Tượng luôn quý vị ạ, rồi Mã Đà luôn quý vị ạ. Đấy là nếu khánh kẹo tay phải, thì trước đây khánh hay đi quý vị hay thấy đấy, băng xuyên qua rừng Mã Đà quý vị ạ. Còn nếu khánh đi bên tay trái thì khánh sẽ về nhà máy thủy điện Trị An, rồi cái bờ đê lớn lắm, và đi qua khu vực nhà máy thủy điện Trị An thì mình sẽ đến khu vực Hiếu Liêm. Khu vực Hiếu Liêm thì gồm có xã Hiếu Liêm, rồi khánh có ở đấy có bến phà Hiếu Liêm cũng nổi tiếng. Ngày xưa thì còn có khu vực mỏ vàng, người ta vào đây người ta đào vàng, có những người gia kiệm vào đây đào vàng rất là nhiều. Rồi sau đó là khánh sẽ gặp cả dòng sông Bé và sông Đồng Nai luôn. Dòng sông Bé thì quý vị cũng biết là nó chảy trong tỉnh sông Bé cũ, bây giờ là khánh nghĩ là tỉnh Bình Dương với tỉnh Bình Phước đấy quý vị ạ. Mình gặp nơi cuối nguồn của dòng sông Bé luôn, sẽ chảy vào sông Đồng Nai luôn quý vị ạ. Rồi khánh mời quý vị mình sẽ đi với khánh bên trái để vào khu vực Hiếu Liêm quý vị nha. Đây quý vị nha, đây là ngã ba mà người ta gọi là ngã ba lâm sản. Quý vị thấy bảng giáo sư Phú Lý ở bên kia, để đi về hướng đó đấy quý vị, chiến khu D Phú Lý. Còn khánh đi về phía này, khánh thấy có Hiếu Liêm, có nhà thờ Hiếu Liêm quý vị này. Có xã Hiếu Liêm ở bên này luôn. Bên phía này mình đi khoảng 4 cây số nữa ấy quý vị, thì có cái bờ đê của thủy điện Trị An ấy quý vị, cũng như là nhà máy thủy điện Trị An luôn. Đẹp lắm quý vị ạ. Và đây cũng là một cái nơi mà giới trẻ họ cũng hay về đây họ chất lên chụp ảnh đấy quý vị ạ. Khánh mời quý vị mình đi tiếp tục nha. Hồ Trị An mùa này nước cũng bắt đầu dâng rồi quý vị ạ. À, xa xa quý vị thấy những túp lều nhỏ nhỏ là dành cho những người họ câu cá quý vị ạ. Câu cá, đánh cá có. Nhà máy thủy điện Trị An thì ở xa xa phía kia quý vị ạ. Mùa nước rút thì nhìn cái bờ đê này phía bên tay phải mình ấy, nó được đúc bê tông sâu lắm quý vị ạ, để ngăn vỡ đập. Bởi vì đây nếu mà khu vực này mà có chuyện gì thì khánh nghĩ cả Biên Hòa rồi nhiều khu vực khác cũng ảnh hưởng nặng lắm. Bởi vì cái lượng nước chứa rất là nhiều. Quý vị thấy hiện nay ở ngoài Kon Tum đấy cũng động đất nhiều lắm, là cũng nghe nói là do đập thủy điện quý vị ạ.
Ở con đường đê ven hồ này thì khi buổi chiều Khánh về thì Khánh thấy rất là nhiều người đi cắm trại, và buổi chiều trời cơn đen, có cơn mưa nhưng mà cảnh rất là đẹp quý vị ạ. Đây quý vị có thể thấy cung đường vòng theo cái bờ của đập ngăn nước của nhà máy thủy điện Trị An rồi nè. Ở đây thì có lẽ như không được quay phim chụp ảnh trước cái đập này quý vị ạ. Đây là nhà máy thủy điện Trị An mà nhà nước Liên Xô họ cũng hỗ trợ đầu tư với mình đấy quý vị. Và Khánh được biết là thành lập khoảng năm 70 mấy 80 ấy quý vị ạ. Rồi đây, Khánh đang ôm theo cung đường này để qua trạm gác, để qua bên kia của hồ Trị An, qua nhà máy thủy điện Trị An luôn. Mình thử xem coi có phải trình, Khánh nghĩ là không phải trình diện gì quý vị ạ. Đường bây giờ thì Khánh thấy ô tô nhiều. Ồ quý vị thấy đấy quý vị ạ, cấm dừng đậu ở chỗ khu vực này đấy. Quý vị thấy bây giờ thì các cái trạm gác dễ hơn rồi. Đây là hệ thống dàn nâng thì cao lắm quý vị này. Phía dưới này là nhà máy thủy điện Trị An luôn quý vị ạ. Phía dưới này quý vị sâu lắm, sông Đồng Nai kia còn lại kia luôn. Quý vị ạ, vậy là qua khỏi đập thì mình đã bắt đầu tiến vào khu vực xã Hiếu Liêm rồi. Một nơi mà cũng có tiếng là ngày xưa thì là một có tiếng là rừng sâu nước độc. Và quý vị ạ, khúc cong này thì ngay đầu xã thì cũng khá nguy hiểm đấy quý vị ạ. Nhưng mà đẹp quý vị này. Bây giờ Khánh sẽ mời quý vị mình cùng với Khánh đến khám phá xem bến phà Hiếu Liêm quý vị nhé. Từ khu vực mà đập của nhà máy thủy điện Trị An ấy quý vị, đến được khu vực bến phà Hiếu Liêm thì Khánh thấy trên Google Maps ấy chỉ khoảng 5 phút chạy xe thôi quý vị ạ. Quý vị cùng với Khánh tham quan một chút cung đường vào khu vực Hiếu Liêm quý vị nhá. Khu vực Hiếu Liêm thì theo Khánh biết thì xã Hiếu Liêm thì nó thuộc về huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, và dân số chỉ khoảng có 4.000 người thôi quý vị ạ. Và quý vị ạ, dân số như vậy cho nên mật độ dân cư cũng thưa lắm, có khoảng 18 người trên 1 km vuông thôi, một dân số thưa. Trong đây ngày xưa thì là rừng thôi, còn bây giờ thì không biết là như thế nào quý vị nhỉ. Đặc biệt ngày xưa ở đây còn có bãi vàng Hiếu Liêm cũng nổi tiếng lắm, Khánh còn bé thì Khánh cũng hay nghe nói lắm.
đây nếu mình đi thẳng thì đến ấp 2 xã Hiếu Liêm, kẹo phải thì đến xã Hiếu Liêm luôn. Còn mình đi bên tay trái này mình sẽ vào khu vực của nhà máy. Khánh sẽ đi thẳng để đến ấp 2 quý vị ạ. Anh đi đó là nơi mà đây quý vị này, đây là vào khu vực nhà máy thủy điện Trị An này. Rồi khu vực này là mình đi vào trong nhà thờ rồi xã Hiếu Liêm luôn. Còn Khánh đi đây thì Khánh sẽ đi vào khu vực mà có bến phà Hiếu Liêm quý vị nhá. Khánh coi lại bản đồ cho chắc. Rồi khu vực này thì mình đi theo con đường ven này thì mình sẽ gặp khúc sông giao nhau giữa con sông Bé và con sông Đồng Nai quý vị ạ. Phía sau của nhà máy thủy điện Trị An rồi. Và mình khu vực khúc giao đó thì có bến phà Hiếu Liêm. Khúc giao đấy thì bến phà Hiếu Liêm sẽ đi từ khu vực Vĩnh Cửu quý vị ạ, để qua các cái khu vực khác về Biên Hòa, hoặc là nó giáp với lại các cái tỉnh Bình Dương luôn, Bình Dương, Bình Phước luôn. Khu vực sông Bé giáp đổ vào sông Đồng Nai là cuối nguồn của sông Bé quý vị. Thì sông Bé thì theo Khánh được biết thì cũng bắt nguồn tỉnh tên có tên gọi là bởi vì ngày xưa có tỉnh sông Bé, và Khánh cũng thấy có vé số sông Bé nữa. Người ta hay nói trêu là sông Bé sáng mua chiều xé quý vị. Tỉnh sông Bé thì được thành lập sau này, sau giải phóng quý vị ạ. Và hiện nay thì cũng lại tách ra tỉnh Bình Dương với tỉnh Bình Phước rồi quý vị ạ. Mình đi theo lối này để đến bến phà. Ồ, các cháu này đi đâu? Các cháu đi phượt đang, đi chơi đó các cháu. Đây gặp các cháu đi cũng đi du lịch quý vị ạ, đi phượt vậy. Mình đang đến khu vực bến phà quý vị nhé. Sông Bé thì không dài lắm quý vị ạ, nhưng mà chắc quý vị cũng có một vài lần nghe đến nói đến sông Bé đấy. Đặc biệt là mình nghe nói về vé số sông Bé đấy quý vị. Bây giờ thì không còn vé số sông Bé, Khánh không còn nữa. Các tỉnh sông Bé cũng không còn, tắt ra hai tỉnh rồi, Bình Dương, Bình Phước rồi. Nhưng mà con sông Bé thì vẫn còn. Khánh cũng không ngờ là con sông Bé lại giáp đổ ngay cuối nguồn của nó thì lại là thuộc về huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai này. Đặc biệt là giao đổ ngay ở khu vực xã Hiếu Liêm này, bến phà Hiếu Liêm này quý vị ạ. Mình cùng đến một tí quý vị nha. Khánh thấy ở đây thì người ta trồng chuối quý vị này. Con đường thì cũng không to lắm, nó cảm giác gì đó nó cũng là vùng sâu vùng xa, giống như là khu vực ở trên Thanh Sơn, Định Quán đấy quý vị nhỉ. Đây quý vị này, ở đây cũng có những căn nhà nhưng mà không nhiều, ít thôi, có lẽ đất cũng không được tốt quý vị ạ. Đây, ở đây đang xây dựng một căn biệt thự đấy quý vị ạ. Đây anh thấy trồng cây bưởi này quý vị này, ven ven vậy thôi, phía dưới anh thấy có một cái thùng lũng thấp hơn. Đây các cháu có lẽ cũng đi phượt. Các cháu đây thì lứa tuổi anh nghĩ chắc cũng mới học xong lớp 12 vậy. Đây có sửa xe quý vị này. Ở đây quý vị nhìn con đường như vậy và quý vị thấy lượng xe cộ cũng như nhà cửa thưa như vậy, mật độ dân số thưa như vậy thì Khánh thấy cũng giống với khu vực Thanh Sơn Định Quán lắm, không giống Tà Lài quý vị ạ. Bởi vì Tà Lài thì người ta ở theo ngôi làng chứ không có dọc dọc theo con đường, không có cắt xa như vậy. Chắc Khánh nghĩ là sẽ sắp đến khu vực bến phà Hiếu Liêm rồi. Đây có lẽ là con đường chính đây cũng để chạy ra khu vực xã Hiếu Liêm luôn. Đây có một ngã ba rồi đấy quý vị ạ. Đây con đường chính này Khánh nghĩ là chạy ra khu vực xã Hiếu Liêm bên tay phải Khánh đây. Bây giờ Khánh sẽ đi bên tay trái để Khánh ra bến phà. Trong này có dịp đi đi lại lại thì
Trước đây thì Khánh cũng hay đi vào khu vực bờ lòng hồ Trị An nhiều và mà nhà máy thủy điện nhiều, Khánh thấy ít ô tô. Nhưng mà bây giờ thì ô tô nhiều hơn trước rồi quý vị. Không biết là những chiếc ô tô đó là đi theo kiểu như là đi buôn bán bất động sản hay là người dân địa phương họ sắm, nhưng mà Khánh thấy nhiều hơn ngày xưa. Ồ đây, bến đò bên tay phải Khánh rồi quý vị ạ. Mình kẹo ở bến đò quý vị nhé. Đây cũng là con đường đến nhà thờ Hiếu Liêm quý vị ạ. Anh thấy có cái bảng đấy. Thôi, ngay đây rồi mà hắn không biết. Nơi giao nhau giữa ngã ba sông đây quý vị này. Ồ, bến phà cũng to chưa. Trời mưa. Ồ, bến phà lớn đấy quý vị ạ. Ồ, chiếc xe này. Xe xuống phà hay gì đây. Đấy quý vị ạ. Phà lên, phà xuống. Một bên là anh thấy là mà xe re xuống thì chạy thẳng lên hay re xuống ấy. Dạ không ạ. Đây là bến phà Hiếu Liêm quý vị ạ. Lần đầu tiên anh đến. Khung cảnh cũng đẹp lắm. Bên kia có một cái khung nhà máy thì cũ rồi to lắm. Phà Hiếu Liêm qua Bình Dương quý vị ạ. Bên kia là một cái phà đi Đồng Nai. Như vậy là hai chiếc phà anh nghĩ là đều phải ăn để đi hết. Đây quý vị thấy xe tải mà re lên phà thì hơi hiếm quý vị nhỉ. Thường chạy lên ấy. Bởi vì xe tải mà để số xe lên bao giờ cũng khó khăn nên là đấy quý vị thấy không lên nổi. Chiếc bên kia thì ít cắt mà cũng đi rồi quý vị. Chiếc xe mà xe lên dốc thì hơi khó quý vị nhỉ. Đây chiếc phà đi rồi. Đấy cái địa qua Bình Dương. Bên kia sông. Đây khả năng đứng ngay khu vực ngã ba. Bến phà Hiếu Liêm. Coi chiếc xe lên được không quý vị nhỉ. Rồi lên được rồi. Nhưng mà cũng nguy hiểm thật quý vị ạ. Ồ đấy cái địa. Chiếc phà đang quay đầu. Chiếc phà không phải là to quá nhưng mà Khánh thấy cũng chở được tới có 3 chiếc xe đấy quý vị, 3 chiếc ô tô đấy. Đây là phía bên kia là Bình Dương quý vị ạ. Ồ, Khánh thấy bờ bên kia của sông Đồng Nai luôn rồi, của chiếc phà luôn rồi. Biết sao lại hai chiếc phà đều chạy quý vị nhỉ? Bởi vì chiếc phà có tên Hiếu Liêm Bình Dương trước mặt mình đây ấy, quý vị thì còn trống chỗ mà sao chiếc kia lại chạy quý vị nhỉ? Chiếc nhỏ hơn kia thì không có chiếc ô tô nào nhưng mà vẫn chạy quý vị ạ. Khánh nghĩ chắc là bến phà có thể nói là quản lý của tư nhân rồi. Tùy theo mối của chiếc nào thì chiếc đó đi rồi quý vị ạ. Bến phà nằm bên kia quý vị ạ. Ồ, chiếc phà này hay là đi hướng khác quý vị. Xin lỗi mà có vẻ như quăn qua sông bên kia rồi. Phía ngay sau đấy là sông Bé quý vị ạ. Nơi giao nhau của hai con sông Đồng, sông Bé Độ và sông Đồng Nai mình đấy. Sông Đồng Nai từ đây thì sẽ chảy qua
cầu Đồng Nai ở chỗ tỉnh Đồng Nai đấy quý vị, giáp với Bình Dương nữa đấy. Còn phía bên tay trái mình thì chạy từ nhà máy thủy điện Trị An. À, đây có mấy anh em câu cá quý vị ạ. Đây chắc vừa đi trong vùng nào về xin lầy quý vị này, đang rửa chân. Câu vật câu cá. Ê, quay con cá ăn cái. Ờ, cái gì lên dạ? Cá trà con. À, cá trà con. Ừ. Ngày câu được mấy ký không ạ? À? Có ở đâu mà sáng giờ mới được con vậy nè. Ôi à. Mấy anh em ngồi câu cá ngay ngã ba sông ở đây quý vị. Sông thì bao giờ nước nó cũng hay bị chảy xiết quý vị nhỉ. Chảy xiết hơn hồ đấy. Nhưng mà có những người muốn nâng cá trên sông cũng khá nguy hiểm quý vị ạ. Ồ, như vậy là bến bên kia là theo Khánh biết chắc là bến đi Bình Dương hay là gì đó. Có hai bến quý vị ạ. Quý vị thấy nước ở chỗ đó đang chảy xiết ra lắm. Là do sông bé đổ ra quý vị ạ. Anh thấy dòng nước chảy rõ luôn. Đấy, nơi giao nhau của dòng sông Bé và sông Đồng Nai quý vị ạ. Bên này là hồ nước thủy điện. Cục mồi của anh bằng cám to lắm quý vị ạ. Từ sáng giờ các anh đây mới câu được có một hai con cá như vậy thôi quý vị ạ. Chắc nghề câu là nghề câu vui. À câu vui nha. Bên này các anh bị sẩy mất một con quý vị ạ. À, mã đà. Mã đà mà Phú Lý hay là C3 hay ở đâu ạ? Ủa C3 à? À, Khánh hay vô đấy quay phim đó. Vô từ thiện nữa. Hay là ăn đi buôn cá? Ơ, ờ, hôm nay là gặp anh ạ. Có duyên đấy. Anh nhận là Khánh không? Nên anh hôm bữa mình gặp anh trên con đường này. À, vậy ạ. À, như vậy là anh ở C3 anh đi chở hàng là anh đi qua cái lối này để về đấy. Hôm nay anh đi có cho anh cháu phụ anh ạ. À, ô quý vị ơi, quay anh tí nhá. Lại gặp anh đẹp trai đây đi mua cá bây giờ mới về anh. À, không? Ờ, mà hôm nay bây giờ này mới ra tới bến phà này luôn. Bến phà Hiếu Liêm thì ra anh đi lối Hiếu Liêm này. Ờ, đúng rồi, phải qua đây đấy. Hôm nay Khánh mới đến đây mới biết anh ạ. Không ngờ cứ tưởng anh đi con đường nào thì ra con đường này. À, bây giờ anh chờ phà để anh lên nữa hoặc anh dặn. Và ờ, quý vị ạ, có duyên lắm gặp anh 3 lần rồi. Đây quý vị ạ, phà này sẽ đi Bình Dương từ đây gọi là Hiếu Liêm đấy quý vị ạ. Lần đầu tiên mới đến cái phà này. Như vậy là chiếc xe tải dè đít xuống quý vị ạ. Chiếc phà đầy cho nên lại khởi hành cái gì ạ? Hai bố con ăn đi buôn cá, chở cá về cho vợ bán đã lên đò rồi. Chiếc đò bên kia đi tuyến khác quý vị ạ. Thì đang qua. Trên lòng sông này thì vẫn có những người họ làm nghề đánh cá quý vị này. Đánh cá trên sông thì có nghĩ nguy hiểm hơn trên lòng hồ, tại vì nước chảy xiết hơn.
Vậy là hết luôn à bà? Hết luôn rồi. Còn bao nhiêu lên à? Dạ có. Hồi đó ngã ba đó lại đánh. Vâng. Và một ngày bà bán được nhiều không bà? Từ 4 giờ sáng hả con? Ừ. À bây giờ là 12 giờ rồi nè. Ừ, đó là mà mặn mới rồi mình đi xuống đây đó. À bà bán hết bao nhiêu vịt cơ? Có hai mấy vịt hả? À vậy mỗi vịt vào lời mấy nghìn? Mới vịt lời được 4-5 nghìn không bà dạ? Không. À. Hai mấy vịt trứng mắc quá à, còn hai trứng gà mắc quá à. À bà làm lấy luôn rồi con? Ừ, trứng gà mua mắc quá à. Vâng, à ra vậy đấy. Hôm đó mua trứng nứt rồi này kia thì có 25 ngàn, bây giờ không có trứng nứt nữa. À. À, mua tới 30 luôn rồi. Và ngày bà bán được hai mấy vịt rồi đấy. Hai mấy vịt rồi rồi. À. Mệt lắm con à. Mỗi lần ở gì nướng một ngày cả thiên bánh đó, mà không biết làm sao. À. Bây giờ mình lớn tuổi rồi cái mặn ngày ít ít mà thấy cũng mặn cũng chết luôn á. À vâng. Mà sao ngày ít rồi. Vâng. Ở đây mà đi làm công nhân là mình đi ra đâu mới làm bà dạ? Ra Bùi Chu. À ra Bùi Chu, cũng ra Bùi Chu luôn. À. Về nhà bà gần đây luôn à? Chỗ cầu 1 rồi bỏ. À cầu 1 ngay chỗ này đấy. Ờ mà con ngang con thấy nhà hai cái quán hai bên này là cô ở ngay chính giữa đó mà chất củi trước cửa nó nhà lùn tè ở trên đó. À là nó đó. À hai bên ai cũng cao trên. À vậy hả cơ. Còn cô ở nhà thấp lùn ở dưới đó. À vậy ngay chỗ cầu 1 là ngay gần đây nè. Ừ mà có vâng. Chất củi ở trước đó. Vâng. Bà ơi, con muốn đến cái chỗ mà ngày xưa người ta đi đãi vàng ấy thì là chỗ nào? Ôi, xa lắm con ơi. Vậy đi thế nào để tới? Đi ra Hiếu Liêm đi vô hoài. À vậy là đến bên trong như vậy luôn à hay là? À không à, vô đó là hết rồi, đâu còn sông. À. Có con sông đó đó. Vâng. Nó đi quần mà đi. Vâng, nhưng mà cái chỗ đãi vàng ngày xưa không phải là chỗ sông mà là chỗ gì vậy cả? Ừ, vô dọc đẹp lắm. À đẹp lắm hả cả? À có suối. À, mà bây giờ còn ai đãi nữa không bà? Không. À hết lâu rồi không bà? Ừ, hết lâu. Người ta chết đó cả. Chết chồng cũng nhiều sập hầm. À sập hầm ngày xưa đấy. Vâng. Ngày xưa dân nhà Kiệm vô đấy đãi nhiều lắm. Ở đây cũng vậy đó. À người ở đây họ cũng vô. Cái hồi lúc bà ở Phai đó, cô ở ngoài ở Phai đó. Rồi cái nó gây cấn với nhau đó, nó ra tới ngoài chợ ấp Phai á. À. Nó chặt nó chém người ta á. À gọi là đánh nhau đấy. Ừ. Vâng. Nó chém người ta rồi bị thương đồ hai ba người đó cũng quen với cô đó. À. Rồi cái nó ra ngoài chợ ấp Phai nó ngồi công an bắt hết trơn. À, như vậy là ngày xưa thôi, còn bây giờ là hết đãi vàng rồi. Hết rồi. Và mà ngày xưa là dân các nơi họ đổ về rồi cũng đúng. Nhiều người chết là do sập hầm đấy. Đúng rồi, sập hầm. Lớp giật dọc thôi. À vậy đấy. Giật dọc rồi cướp bóc có hết bà dọc. Ừ. Thời xưa mà cách đây bao nhiêu lâu bà nhớ không? Cách đây cũng ý 20 năm ra. À vâng, 20 năm. Không phải năm. Hết đâu. Vâng. Tại vì giờ ở ấp 2 là lúc đó gì ở đó đâu được 2 năm là vì qua dân sinh vợ 18 năm mới về bên đây hơn năm à. À vậy đấy. Ừ. Vâng, vậy. À như vậy đấy là cách xa đây lắm đấy. Đây quý vị ạ. Thấy dì ngồi bán hàng ở đây, ngày bán có 20 mấy gói nè. Dì làm lấy luôn. Mấy giờ dì dậy dì làm gì chẳng? 4 giờ gì thức gì mần. À tới 10 giờ rồi 1 giờ rồi đi bán đấy, xong cỡ giờ này là hơn 12 giờ là hết gì giặc. À. Vâng, thôi con giúp gì 500 này của chị Phạm ở bên Úc, gì cảm ơn chị Phạm ở bên Úc đi. Cảm ơn con nha. Vâng, gì cảm ơn ân nhân là chị Phạm ở bên Úc ấy. À cảm ơn ai con? Chị Phạm ạ. À. Chị Phạm ấy cơ. À cô Phạm hả? Vâng đúng rồi. À bên Úc. Vâng. À, thôi tôi cũng cảm ơn cô Phạm ở bên Úc nhiều nha. Đúng rồi, em cảm ơn gì đó. Chúc gì sức khỏe. Đây quý vị ạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Vâng. Lâu lắm mới được nhiều. À vậy vâng, thôi em giúp gì tí vậy nha. Của cô Phạm, đúng rồi. Vâng. Đây gì bán hàng ngay đây quý vị ạ. Đấy, ngay một cái chỗ chú mưa ở bến phà thôi. Đây con biết gì ở con quanh đây này có gì con đến nhỉ? Ừ. Và sau này con có gì con quay lại để đến thăm gì nha. Vâng, dạ. Cháu chờ cái gì nha. Vâng. Chị Phạm ạ, dì nói cho dì 500 là dì bán một tháng đấy quý vị ạ. Dì còn nuôi ba người con nữa. Dạ. Vâng. Vâng. Cái nhà có chất cũ trước
Vâng, con biết rồi nhá. Nãy con có đi lần con biết sơ sơ rồi. Vâng, con chào dì nhá. Dạ, không có gì ạ. Và đấy chị ạ, giúp được chị dì. Gọi là dì, chắc là dì người Nam ấy quý vị. Dì nói 500 ngàn mà dì bán cả tháng đấy. Vậy là bây giờ là đã giữa buổi trưa, hơn 12 giờ quý vị này. Vậy là Khánh đã đến được bến phà Hiếu Liêm, một địa danh mà cá nhân Khánh nghe nói nhiều lắm, nhưng mà hôm nay mới đến quý vị ạ. Khánh cảm ơn tất cả quý vị vừa xem những clip về cung đường ven hồ Trị An, rồi đến khu vực bến phà Hiếu Liêm, thuộc về xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đây quý vị nhé. Nơi đây thì giao thoa giữa con sông Bé, thượng hạ nguồn của sông Bé đổ và sông Đồng Nai luôn quý vị ạ. Và rất là gần hồ Trị An. Khánh cảm ơn tất cả quý vị đã xem phim ủng hộ. Khánh xin chào tất cả quý vị luôn.